Hello, xin chào mừng tất cả các bác quay trở về với kênh YouTube của em Huyền Audio trong video ngày hôm nay nhé. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng Huyền Audio này tiếp tục lên giới thiệu cho toàn thể các bác, đó là dòng sản phẩm của loa bát 25 và mẫu đẩy hàng bãi MA650 rất là cao cấp. Và em cùng các bác sẽ đi đón chờ vào những dòng sản phẩm tại cửa hàng bên em. Và anh em nào có nhu cầu mua hàng đặt hàng thì các bác có thể là liên hệ trực tiếp đến với cả kênh của bên em các bác nhá. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em đó là hai cái mẫu, một là mẫu đẩy bãi, hai nữa là mẫu loa bát 25 tại cửa hàng các bác nhá. Rồi em cùng các bác sẽ đi giới thiệu về chi tiết của loa bát 25 để cho tất cả các bác cùng cảm nhận được các bác nhá. Rồi điều đầu tiên thì đây các bác nhìn thấy đây là một cái đôi loa bát hàng bãi của Selection. Và đôi loa bãi này thì nó cực kỳ là chất lượng rồi, đúng không ạ? Về phía mặt đằng trước thì các bác nhìn thấy đây là một đôi loa bát hàng bãi của Selection, thùng gỗ được thiết kế bởi thùng cân các bác nhá. Rồi về phần bên trong nội thất thì các bác xem, em cùng các bác sẽ đi review trực tiếp về sản phẩm cũng như là để cho tất cả các bác xem về cái chất lượng của loa, đúng không ạ? Điều đầu tiên thì các bác nhìn thấy là một đôi loa khá là đẳng cấp. Về phần loa bát ở đây, đây là loa bát các bác nhá. Thì loa bát này của nó là loa bát 25, màng là màng chống nước Ophuloy. Loa bát rất là chất lượng luôn. Côn con này là côn 60 năm, nhện 4 lớp màu cánh dán. Đây các bác nhìn đây, Selection các bác nhá. Đây là cặp loa Selection hàng bãi luôn, rất là chất lượng luôn. Rồi tép, củ tép của loa, củ tép Selection, đúng không ạ? Côn 44,5, đây là một trong những dòng sản phẩm rất là cao cấp đến cả kênh của em Huyền Radio, đúng không ạ? Rồi chiếc loa bát này đây, soi cho tất cả các bác cùng xem về cái phần loa ở phía đằng sau. Các bác nhìn thấy là đôi loa khá là ok đúng không ạ? Đây em sẽ cho tất cả các bác xem về phía đằng sau đây. Con này thì đây em sẽ rút ra để cho tất cả các bác cùng xem nhá. Loa bát bãi 25 hàng Selection CT6010. Và chiếc loa này thì nó công suất là 350W, đánh ở trở kháng 8 ohm, độ nhạy sensitivity là 95 decibel, cân nặng là 15 kg, đúng không ạ? Các bác có thể nhìn thấy quan sát nhá. Rồi về phần bên trong nội thất thì em cũng review cho tất cả các bác xem về cái sản phẩm, đúng không ạ? Đây loa bát đây, rất là chất lượng luôn, xương của nó xương gang các bác nhá, xương gang. Đó, các bác nhìn đây, quá ok luôn, loa đẹp lắm các bác. Em còn đúng một đôi duy nhất thôi, còn đúng một đôi duy nhất để lên bán cho tất cả mọi người. Anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ các bác nhá. Rồi về phần củ chép, củ chép của loa, chép Selection các bác nhá, chép Selection Made in Ukraine. Thì loa này là thương hiệu của Anh Quốc. Loa này thương hiệu của Anh Quốc nhưng chép là của Mỹ các bác nhá. Chép là của Mỹ. Đó. Đây họng con này là họng gang các bác ạ. Đấy, loa chép họng gang đây. Các bác nhìn nghe tiếng con này là loa chép họng của nó họng gang. Đấy về phần tụ đây. Tụ C-cap. Tụ C-cap là một trong những dòng sản phẩm rất là chất lượng. Đây cho ai cho tất cả các bác xem về bên phần bên trong nhá các bác nhá. vktbsao.com. Anh em có thể nhìn thấy là bên trong phần tần đúng không ạ? Đấy, loa này là của thằng nếu mà loa là loa của cùng một thương hiệu với cả của TB các bác nhá. Cùng một thương hiệu của tbsao.com. Tụ xe cáp. Quá đẳng cấp luôn, với một đôi loa chất lượng như này, thùng gỗ. Quá tuyệt vời, đúng không ạ? Về phần giá cả thì anh em có thể là liên hệ trực tiếp qua cửa hàng bên em, bởi vì là cái số lượng mà em cũng đã bán ra ngoài đại lý rất là nhiều rồi, cho nên là em không báo giá trực tiếp. Còn về phần đẩy công suất thì chiếc đẩy này là chiếc đẩy MA650, là công suất khởi chạy của nó là 650W, mặt trắng mặt phay màu đen các bác nhá, mặt phay màu đen này, em sẽ bật lên này. Đấy. Hai con này đánh thì chơi cực kỳ chất lượng, đóng dơ le tất cả ok nhá, hàng đẹp luôn. Và phần bên trong nội thất thì con này được thiết kế này 24 này 68 8 tụ. 8 tụ nguồn rất là to các bác nhá, nguồn con này nguồn 18.
các cái nguồn nhỏ hơn thì em không tính tiền. Chạy sò là JV kép, riêng dòng này các bác chạy 5, 7 năm sau thì cũng không bao giờ nó bị suy nhê gì, ảnh hưởng gì. Đấy, công suất thì em cũng đã giới thiệu rồi. Còn riêng về cái dòng đẩy như thế này, trong video ngày hôm nay em còn đúng hai con duy nhất. Bác nào mà mua nhá, bác nào mà mua em để giá thanh lý cho anh em vào 3.200.000 một con. 3.200.000 này bên em đã bao gồm đó là phí vận chuyển cho tất cả mọi người rồi nhá. Riêng dòng đẩy này CV kép cực kỳ hiếm luôn, cực kỳ hiếm luôn các bác nhá. Đó, các bác nhìn xem, chạy sò là CV kép rất khỏe luôn. Nó chạy 16 sò thôi nhưng mà con này khẳng định với tất cả các bác nó rất là đẳng cấp luôn. Đấy, hàng bãi, nói chung là hàng bãi thì nó cũng gọi là hàng như này nó quá đẹp rồi. Đấy, quạt chạy êm do các bác nhá, quạt chạy êm do. Đấy, ở phía đằng sau này bốn cổng cắm đầu vào này, hai rắc music này, hai rắc cổng cắm ca lông này. Đấy, anh em xem. Đấy, rất là chất lượng luôn với những dòng sản phẩm mà tại cửa hàng bên em. Và anh em có nhu cầu mua hàng đặt hàng thì các bác có thể liên hệ trực tiếp qua cửa hàng bên em. Đây là cửa hàng bên em các bác nhá. Đấy, có rất nhiều các cái mặt hàng và anh em cần có nhu cầu mua với những dòng sản phẩm như nào thì các bác có thể là liên hệ trực tiếp qua cửa hàng bên em để được đặt hàng. Kết thúc video tại đây thì em cũng xin chào và gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều các bác nhá.